đón đầu xu hướng chung về chuyển đổi số, Vietinbank là ngân hàng tiên phong phát triển giải pháp tài chính toàn diện cho ngành giáo dục, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về các dịch vụ tài chính, ngân hàng của nhà trường cho đến các thầy cô, cán bộ nhà trường cũng như phụ huynh, học sinh, sinh viên. Vietinbank có kinh nghiệm triển khai giải pháp tài chính cho hàng ngàn trường học thuộc các cấp từ mầm non cho tới đại học với nhiều quy mô khác nhau trên khắp 63 tỉnh thành. Giải pháp tài chính dành cho trường học của Vietinbank mang lại lợi ích cho tất cả các đối tượng tham gia, giúp nhà trường quản lý nguồn thu học phí đơn giản, dễ dàng hơn, giúp phụ huynh học sinh, sinh viên thanh toán học phí tiện lợi với nhiều hình thức thanh toán không bị giới hạn về không gian và thời gian. Đồng thời, Vietinbank còn thiết kế nhiều chính sách ưu đãi chuyên biệt dành riêng cho nhà trường, cán bộ, thầy cô giáo và phụ huynh, học sinh, sinh viên. Vietinbank thiết kế các giải pháp thanh toán học phí phù hợp với từng cấp đào tạo. Các giải pháp thanh toán gồm thanh toán học phí qua mã định danh tài khoản, thanh toán trực tuyến trên website, ứng dụng của nhà trường, thanh toán học phí qua QR Pay, thanh toán học phí qua dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank iPay và quầy giao dịch Vietinbank, thanh toán qua POS thu hộ học phí theo lô. Với dịch vụ thanh toán học phí qua mã định danh tài khoản, mỗi học sinh, sinh viên được cấp một mã định danh tài khoản. Để tiện lợi, dễ nhớ khi thanh toán, mã định danh tài khoản có thể đặt theo mã học sinh, sinh viên. Khách hàng thanh toán học phí bằng cách chuyển tiền vào mã định danh tài khoản thông qua các kênh giao dịch của bất kỳ ngân hàng nào. Khi khách hàng chuyển tiền trên Vietinbank iPay hoặc chuyển tiền nhanh 24/7 từ các ngân hàng, giao diện thanh toán sẽ hiển thị tên học sinh, sinh viên và số học phí cần thanh toán để khách hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Thanh toán trực tuyến trên app, website nhà trường. Khách hàng có thể sử dụng thẻ ATM, thẻ tín dụng của các ngân hàng để thanh toán học phí ngay trên app, website của nhà trường. Thanh toán học phí qua QR Pay. Mã QR được gửi đến học sinh, sinh viên qua nhiều hình thức như gửi email, in trên phiếu thông báo nộp tiền, hiển thị trên app, web nhà trường. Khách hàng thanh toán học phí bằng cách scan mã QR qua ứng dụng mobile banking của các ngân hàng. Thanh toán học phí qua Vietinbank iPay, quầy Vietinbank. Khách hàng thanh toán học phí thuận tiện qua dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank iPay hoặc tại hơn 1.000 điểm giao dịch của Vietinbank trên toàn quốc. Thanh toán học phí qua POS. Ngoài ra, nhà trường có thể đặt POS tại quầy tài chính, hỗ trợ thanh toán học phí qua thẻ ATM, thẻ tín dụng của các ngân hàng. Thu hộ học phí theo lô. Nhà trường chỉ cần cung cấp file bảng kê đề nghị thu học phí cho Vietinbank. Hệ thống Vietinbank sẽ tự động trích nợ tài khoản của khách hàng đã đăng ký thanh toán học phí tự động để thu học phí. Nhà trường và Vietinbank có thể phát hành thẻ ATM liên kết thẻ học sinh, sinh viên để thu học phí tự động. Bên cạnh đó, Vietinbank đã hợp tác với nhiều đơn vị cung cấp phần mềm, hệ thống quản lý khoản thu cho nhà trường như Greenhouse, Misa, AST và nhiều đối tác khác để đa dạng hóa các hình thức thanh toán học phí cho nhà trường. Trên cơ sở nền tảng công nghệ hiện đại, Vietinbank đáp ứng yêu cầu tích hợp trực tiếp hệ thống ngân hàng với hệ thống quản lý nguồn thu của nhà trường để hỗ trợ gạch nợ tự động cho học sinh, sinh viên. Với các trường học không tích hợp hệ thống, Vietinbank cung cấp báo cáo quản lý các khoản thu qua dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast. Với năng lực, trình độ và kinh nghiệm triển khai giải pháp tài chính trong lĩnh vực giáo dục, Vietinbank tin rằng sẽ tư vấn các giải pháp phù hợp với nhà trường, mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới, tiện ích hơn cho nhà trường, phụ huynh, học sinh và sinh viên. Chọn giải pháp tài chính dành cho trường học của Vietinbank, chọn sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.